Tiên Bé Ngọc Mai gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Rất vui gặp lại các bác trong một cái đoạn video ngắn về dụng cụ đồ nghề. Ngày hôm nay thì bên em dọn kho còn một ít pin châu 10 cell. Đây là những quả pin thiết kế hàng chân pin thông dụng với cái mức giá siêu siêu hấp dẫn, để ngày hôm nay bên em có một cái chương trình sale xả giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Với những cái quả pin châu 10 cell thiết kế hàng chân pin phổ thông rất chi là tiện lợi luôn các bác ạ. Chân pin phổ thông là chân pin hai cạnh khoảng cách nhau là 4 cm, và với những cái quả pin này anh em mình có thể mua về xài cho những cái dòng thân máy mà thiết kế hàng chân pin phổ thông là anh em mình sẽ lắp vừa nha. Đặc biệt này, có thể dùng cho thân đèn, thân quạt rất là tiện lợi và ok. Ngày hôm nay với mức giá chỉ có 199.000 đồng thôi các bác ơi. 199.000 đồng thôi để các bác có thể sở hữu được một quả pin châu xịn sò như thế này. Pin 10 cell các bác nha, hàng chân pin phổ thông rất chi là tiện lợi. Hôm nay bên em dọn kho số lượng nó còn bấy nhiêu đây nha. Cái chương trình sale này sẽ là một cái sản phẩm em tri ân tương tác để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng. Bác nào mình có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại. Số thứ nhất là 0989458200 hoặc số thứ hai là 0378487818. Đặt hàng thì các bác hãy cứ liên hệ alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em là sẽ có đơn. Hôm nay thì với cái sản phẩm này và sẽ còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác nữa em sẽ tiếp tục giới thiệu và em sẽ chi tiết gửi tới các bác báo giá đầy đủ để cho các bác tham khảo và lựa chọn. Bên em có hàng nghìn các mã sản phẩm máy móc và dụng cụ đồ nghề. Các bác quan tâm sản phẩm thì các bác hãy nhớ đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để thường xuyên đón xem được những cái video clip bên em đăng tải giới thiệu tới các bác rất là nhiều các mã sản phẩm hay và giá rẻ nha. Một cái điều đặc biệt nhất nữa là khi mà các bác đặt hàng mình chưa cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước nha. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công. Và đặt hàng lưu ý các bác đọc cho em đúng tên mã sản phẩm cũng như là giá tiền chính xác nha, để nhân viên nhà em chốt đơn cho các bác sẽ được ok nhất, không bị nhầm, không bị sai mã. Cái mã này các bác cứ gọi cho em là pin châu 10 cell loại màu đen với mức giá chỉ có 199k một quả pin châu 10 cell như thế này các bác nha. Hello, điện máy Ngọc Mai xin được gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Các bác ơi, ngày hôm nay thì em vào trong một cái kho hàng rất chi là rộng, sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm hay, và đặc biệt thì ngày hôm nay bên em về kho rất là nhiều những cái cuộn dây điện đúc để phục vụ cho các bác nhà mình xài công trình này. Hôm nay thì em sẽ có dây 5m, 10m, 15m, 20m và 30m luôn. Và với những cái cuộn dây này nó thiết kế rất là đẹp luôn nha các bác nha. Đấy, nó sẽ có thiết kế này, một đầu là phích đúc liền như này và một đầu sẽ là ổ đúc liền như thế này. Cái ổ này sẽ là ổ ba lỗ cắm các bác ạ. Ba lỗ cắm này cắm được ba lỗ chân tròn và sẽ có những cái đèn led báo điện như thế này nhá. Dây thì sẽ thiết kế là loại dây 2.5 và hàng cao su đúc, hàng siêu bền luôn, để dành cho các bác thợ làm công trình. Nếu mà ngày hôm nay nha, bác làm mà chốt dây 5m giá chỉ có 220.000 thôi. Dây 10m giá là 320.000, dây 15m giá 400.000 và dây 20m giá 500.000, dây 30m là dây dài nhất giá sẽ là 700.000. Hôm nay bác là chốt dây điện đúc em sẽ miễn phí ship luôn. Đó, và với những cái cuộn dây điện đúc này này các bác nhìn cho em nhá. Đấy, cái độ bền của nó thì cực kỳ là cao luôn, các bác mua một lần là mình xài mãi mãi luôn đấy. Và đây này, thực tế là em sẽ thử cho các bác xem với những cái ổ như thế này này. Đó là cái ổ, nói chung là nó sẽ thiết kế là những cái sợi đồng như này. Đấy, cái sợi đồng nó rất chi là to, được chưa ạ? Đây, để em sẽ cắm thử cho các bác nha. Đây, cái chiếc cắm của con máy cắt như này. Nếu như mà khi mà các bác cắm vào những cái ổ ba này này, đấy, nó rất chi là chắc luôn, cắm nó sẽ chắc lịch luôn. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cắm chắc lịch như này. Kể cả nha các bác kéo này. Đấy, các bác kéo cho em kể cả một con máy cắt như này. Đấy, nó nặng đến tầm độ 2 kg đến 2,5 kg luôn. Mà các bác có thể là kéo nó lên mà có thể đung đưa như thế này là cũng sẽ không được luôn. Đấy, các bác nhìn thấy nó ok chưa? Quá là ok và chất lượng luôn. Đấy, cái này thì nói chung là bao bền, bao đẹp và hôm nay sẽ bao rẻ cho các bác nha. Đấy, các bác lấy thì các bác gọi cho em là ổ cắm, gọi cho em là dây điện đúc nha. Sẽ có đủ từ 5m cho đến 30m. Mình cần cái loại 30m thì có thể liên hệ bên em. Số lượng hôm nay thì bán rất chi là nhiều cho nên là giá cam kết thì cũng gửi các bác là một cái mức giá ok và giá rẻ nhất nha. Đấy, tiếp theo thì sẽ là một con máy cắt sắt. Đây là con máy cắt sắt bàn. Đấy, sử dụng lưỡi 355. Cái hàng này nó sẽ ở cái mức trung bình nhá. Đấy, con này thì giá của nó rất chi là rẻ. Giá của nó chỉ có mức giá là bao nhiêu ạ? 1.450.000 các bác nha. 1.450.000 để sở hữu được một con máy cắt sắt này thì các bác gọi cho em là máy cắt sắt bàn màu vàng nhá. Đây, con này nó sẽ có công suất là 2.400W đấy các bạn. Để em kiểm tra. Đấy, công suất sẽ là 2.400W thì em tập cho các bác thông số kỹ thuật đây này. Đây, công suất của máy sẽ là 2.300W.
2300W này, sử dụng lưỡi 355 này. Đó, và sử dụng điện trực tiếp 220V, vòng tua sẽ là 3800 vòng trên 1 phút nha. Cái này các bác gọi cho em là máy cắt sắt bàn. Này, máy cắt sắt bàn màu vàng, công suất 2300W, giá chỉ có 1.450.000 thôi, rất chi là rẻ luôn. Và ngày hôm nay thì nói chung là cũng có rất chi là nhiều các mã, bạt ngàn đồ ngày luôn. Đó, nào các bác tham khảo cho em này. À, sang bên này đây, các bác tham khảo cho em cái bộ này là bộ máy chuyên vít của Huka nhá. Cái mẫu này là mẫu mới ra mắt thị trường của Huka này. Đây, có lại thiết kế có 3 đèn luôn. Đây, đầu chuyên vít này, máy không chổi than và thiết kế máy rất là nhỏ gọn nhá. Hàng cho đi phổ thông đấy. Bộ sản phẩm này sẽ theo một thân máy này, hai pin một sạc như thế này. Đây, có hộp đựng máy như thế này mà giá chỉ có 1.200.000 thôi, rất chi là rẻ luôn. Đấy, cái sản phẩm này thì ba cho các bác làm thợ thuyền các thứ thì ok và tiện lợi lắm. Đấy, bên này nó sẽ là một cái thùng máy mài. Đây, các bác tham khảo cho em, đây là cái thùng máy mài. Cái này các bác gọi cho em là máy mài dài màu đỏ nhá. Đây, em quay cho các bác xem. Đấy, nguyên bộ sản phẩm mài thì nó sẽ có bao gồm đây, một máy này, tay cầm tay mẫu bảo vệ lưỡi là sẽ đủ bộ như thế này. Tức là các bác sẽ được theo đủ bộ như thế này luôn mà giá thì ôi là rẻ luôn. Đây, cái bộ này thì các bác gọi cho em là máy mài dài màu đỏ nhá. Con này nó thiết kế này, con này thì nó sẽ chạy ở một cái tốc độ mạnh nhất. Đấy, công suất là 850W đây. Dài, chuôi dài nhá các bác. Chuôi dài công tắc bóp như thế này này. Đấy, hàng công ty chính hãng của Kim Colaki. Ngày hôm nay em chỉ còn có một thùng thôi, nó còn tầm độ chục cái. Bác là chút thì nhanh tay gọi cho em là máy mài dài màu đỏ nhá, giá cho em là 380k. Đấy, 380k mà còn điện ship luôn. À, nếu như mà các bác mà cần máy chỉnh tốc này, các bác tham khảo xem. Đây, bên này em sẽ lên cho các bác này một bộ máy mài có điều chỉnh tốc của Hukan. Đây nhá các bác nhìn cho em này, cái bộ sản phẩm này thì nói chung là một cái mức giá gọi là rẻ giật mình luôn các bác ạ. Với một cái con máy mài hàng công ty, hàng chính hãng của Huka như này, hàng logo dập nổi này, thiết kế là chuôi dài và chổi than bên ngoài nhé. Con này sẽ có công suất cực đại là 950W các bác ạ. Đặc biệt này, điều chỉnh được 6 tốc độ nhanh chậm luôn. Đấy. Và ngày hôm nay phụ kiện sẽ có một máy này, tay cầm này, tay mở ốc bảo vệ lưỡi như thế này nha các bác nha. Đấy, đủ bộ như thế này này. Giá cho em là 450.000. Bác là chốt cái bộ này gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan. Đó, giá cho em chỉ có 450.000 thôi các bác nha. Với mức giá gọi là siêu hấp dẫn luôn. Em khẳng định các bác, nếu như mà ra ngoài thị trường mà các bác kiếm được một cái con máy mài mà nói chung là hàng công ty, hàng chính hãng mà phải hàng dây đồng nhá. Đấy, và với công suất cực đại 950W mà có điều chỉnh tốc độ như này với mức giá 450.000, em khẳng định là không bao giờ có. Đấy, ngày hôm nay số lượng em còn ít cho nên là em sẽ treo rất chi là rẻ và cũng rất là nhanh hết thôi. Đấy, nên là bác là chốt cái mã này mình nhanh tay lên đơn cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan nhé. Và bên em sẽ có hai đầu số điện thoại em sẽ để sẵn trên màn hình. Số thứ nhất là 0378487818 và số thứ hai là 0989458200. Tất cả các mã sản phẩm ngày hôm nay sẽ sale giảm giá sập sàn luôn. Các bác mà quan tâm sản phẩm nào thì các bác hãy nhanh tay alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em để đặt hàng. Khi đặt hàng thì các bác không cần phải đặt cọc này, không cần phải chuyển khoản đâu. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công và nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng theo ảnh máy nhá. Nên là các bác cứ yên tâm, hàng em giới thiệu như nào là tới luôn, các bác nhận hàng sẽ y chang là như vậy nha. Và các bác nhớ đọc cho em đúng tên mã, cái này gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Huka các bác nha. Đó là, và tiếp theo một cái mã sản phẩm này nữa. À, đây sẽ là những cái thân máy bê tông nha. Và em kiếm cho các bác đây. Kiếm cho các bác những cái quả pin này em thử cho các bác xem này. Đây, bên này sẽ là những cái thân máy khoan bê tông, cái này gọi cho em là thân bê tông pin loại màu cam đi. Đấy, cái thân máy này sẽ là cái thân máy 3 chức năng có đảo chiều đầu mới khoan 2/26 và con này thiết kế này, hàng chưa đi phổ thông. Đấy, cái này giá thân máy thì chỉ có là 730.000 thôi, các bác được bao ship luôn nhưng mà nó chưa theo pin. Đây, về các bác lắp vào những cái quả pin như này. Những cái quả pin mà chân pin thông dụng như này. Chân pin thông dụng là chân pin hai cạnh và khoảng cách nhau là 4 phân. Đấy, các bác lắp vào những cái quả pin 10 cell hoặc là 15 cell như này các bác xài. Nếu mà chưa có pin thì có thể mua thêm pin. Ví dụ như những cái quả pin 10 cm như thế này, pin của Hukan chính hãng thì giá chỉ có 350.000 thôi. Ngoài ra các bác có thể mua pin của Hitachi, của Maita giá chỉ có 250 thôi đấy. Hay là pin của Makan là 300.000. Đấy, và pin 15 cm thì nó có loại tầm 350-400.000 một quả. Đấy, rất là nhiều mã. Nên là các bác cần cái mã nào thì có thể liên hệ bên em. Còn với những cái sạc như thế này, cái sạc bàn như này gọi cho em là sạc bàn, sạc đen 10 cm, giá cho em là 99k. Đấy, cái sạc này gọi là sạc 10 cm. Tuy nhiên là các bác sẽ dùng sạc được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn mà giá rẻ lắm, có 99k thôi nhá. Để các bác có thể mua thân máy này hoặc là mua thêm pin thêm sạc. Đối với những bác làm mình có pin có sạc rồi, mình chỉ cần mua thân máy thôi. Một cái thân máy khoan bê tông siêu to khổng lồ như này mà giá có 730.000 thôi, miễn ship toàn quốc nhà cho các bác luôn. Hôm nay bác làm mua một thân máy này em sẽ tặng các bác thêm một cái tay cầm máy như này nhá. Đấy, đây là một cái mã sản phẩm gọi là bao dài cho bác thợ công trình luôn. Nào, và tiếp theo qua bên này, đây các bác lên xe này. Sang cái phía bên này thì các bác tham khảo xem nhá. Đây là những cái, đây, đây các bác ơi, những cái này
này là những cái bộ đế chuyển sạc điện thoại của Hukan. Thì các bác ơi, các bác nhìn nó chỉ nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó rất là lợi hại luôn nhá. Một cái đế chuyển sạc như thế này mà giá chỉ có bao nhiêu? 180.000 thôi. Nào các bác lắp vào cho em quả pin này, cái pin này truy theo nhá. Đấy, lắp pin vào đây là các bác bật lên nó sẽ có một cái đèn. Đấy, có một cái đèn sáng như này và phía sau sẽ có hai cái cổng USB này, mình sạc được hai cái sạc điện thoại luôn ấy. Đó, giá cho em sẽ là 180.000, gọi cho em là đế chuyển sạc điện thoại của Hukan nhá, là truy theo pin sạc giá 180.000. Nào tiếp theo qua phía bên này. Đây các bác ơi, các bác tham khảo cho em nhá. Đây sẽ là những cái con máy bắn cốt 5 tia xanh của Hukan. Mã T22, cái đợt này em về cái số lượng nó rất là nhiều, cho nên là các bác cứ yên tâm là một cái mức giá gọi là đại sale, cái mức giá tri ân để em tương tác với các bác cái mã này. Nguyên bộ các bác sẽ có máy này. Đây là cái hộp đựng nha, cái hộp của nó sẽ hộp nhựa như này. Và đây này được theo một cái chân của mét 2 này các bác ạ. Theo cái chân của mét 2 có một cái kính nha. Và có một cái vỏ pin này để xài pin tiểu này. Theo máy nó có một quả pin trâu như này rồi. Và sẽ có này, một cái sạc này, một cái tờ giấy bảo hành của công ty hàng chính hãng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ thiết kế nút ấn cảm ứng và pin trâu như này nhá. Các bác xài cái này nó sẽ là dòng 5 cell. Đấy, dòng 5 tia các bác, 5 tia xanh. Đấy các bác nhìn cho em cái tiểu nó đẹp chưa? Quá là đẹp luôn, 5 tia xanh siêu sáng, siêu led nha các bác nha. Đó các bác nhìn cái tia này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Và ngày hôm nay thì nói chung là với cái mức giá cho em là 799.000 bộ nhá. Các bác lên đơn cho em là máy 5 tia xanh của Hukan mã T22 với mức giá 799.000. Nhưng mà các bác nhận về nó sẽ có đủ bộ nguyên hộp như thế này. Đấy, được chưa ạ? Nguyên hộp như này. Mà giá rẻ lắm, nói chung là cái mức giá này là các bác phải múc ngay. Đấy, mình múc ngay luôn và ngay để mua được cái giá sản phẩm chất lượng tốt như thế này mà giá 799.000, gọi cho em là 5 tia xanh của Hukan mã T22 nha. Là tiếp theo qua được cái phía bên này. Đây các bác tham khảo cho em. Bên này em sẽ lên là những cái mẫu túi đựng đồ nghề nhá. Đây. Nào các bác có thể tham khảo cho em là những cái túi đựng đồ này hoặc là những cái hộp đựng đồ nhá. Bên này thì sẽ là những cái túi đựng đồ đây này. Đây sẽ có túi size trung và size đại các bác ạ. Đây là cái túi này túi size đại rồi nhá. Cái này túi size đại. Nếu mà bác là mình lấy túi size trung ngày hôm nay giá là 230.000. Miễn ship cho các bác và kích thước của túi size trung sẽ là cao 25 này, dài 42 và rộng 20 cm. Còn đây là túi size đại giá sẽ là 260.000. Miễn ship nha. Và kích thước của size đại sẽ là cao 32, dài 48 và rộng 22 cm. Túi có thiết kế là hai cái dây xách tay này. Đấy, thì các bác có thể là sử dụng để xách tay như này. Được dụng cụ đi làm cho các bác thợ rất là tiện luôn. Và có cái dây đeo vai này. Cái dây đeo vai này thì là các bác đã đeo rất là thuận tiện, và đặc biệt là cái dây này các bác có thể là tùy chỉnh được trang khá hay ngắn dài, tùy chỉnh theo ý muốn nha các bác nha. Và rất là nhiều ngăn này, túi sẽ có tổng thể là tầm 8 ngăn. Đây, một ngăn chính này, trong này có một ngăn phụ đây nhá, một ngăn phụ ở trong này. Và đây mặt trước này có hai ngăn kéo khóa như thế này, được chưa ạ? Đấy, mặt sau là cũng hai ngăn kéo khóa luôn này. Bên xuống bên một ngăn kéo khóa như thế này. Đặc biệt các bác nhìn xem cái đáy túi đi, cái đáy túi của nó sẽ được đan dây rất là dày dặn đẹp và chắc chắn luôn, sử dụng phải nói rằng là bền theo năm tháng luôn ấy. Cái túi này sẽ có chất liệu là vải bố Mỹ cao cấp siêu bền luôn và chuẩn chỉnh hàng, nó đẹp loại 1 luôn, đẹp từng đường kim mũi chỉ. Và mức giá ngày hôm nay thì em xin phép là được bao giá toàn quốc cho các bác nhà mình. Đấy, các bác chốt thì gọi cho em là túi được đồ nghề, size trung là 230 và size đại là 260 các bác nhá. Ngoài cái mẫu túi này ra thì các bác có thể tham khảo em cái hộp đựng đồ. Đây chẳng hạn như cái hộp đựng đồ của Cao Nguyên Phi đây. Á, đây cái hộp này các bác nhìn thấy đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Cái này gọi xem là hộp nhựa của Cao Nguyên Phi nhá. Cái này hàng chính hãng ấy, cái nhựa của nó sẽ là nhựa chống vỡ các bác cùng đầy lắm. Và sẽ có hai size, ngày hôm nay các bác lấy hộp size bé thì giá sẽ là 220.000, còn hộp size to thì sẽ là 250.000 nhá. Hộp nó sẽ có cái tay xách như này này. Đấy, tay xách như thế này. Đây hai bên sườn nó sẽ có những cái ngăn bệnh như thế này, được chưa? Và các bác mở đây này, bên này nó có hai cái khóa này, đây các bác mở khóa ra nhá. Mở khóa hộp ra thì bên trong này nó sẽ là một cái ngăn to và sẽ có một ngăn như thế này các bác ạ. Đấy, rất là thuận tiện luôn. Và với cái size bé thì chỉ có 220.000 thôi, còn size to sẽ là 250.000, các bác được bao ship luôn. Với cái hộp size bé thì chiều dài của hộp sẽ là 40, còn cái chiều dài của size to sẽ là 44 cm các bác. Đấy là chiều dài của lắp hộp nhé. Và các bác hình dung cho em cái lắp hộp nó sẽ dài hơn cái đáy hộp là tầm được 3 phân, cho nên là nếu mà cái hộp size nhỏ ấy, cái lắp hộp của nó là dài 40 thì cái đáy hộp của nó sẽ là dài 37 nha các bác. Vì các bác nhìn nó cảm giác nó là cái hình vát như này này. Đấy, rất là thuận tiện luôn. Nên là các bác mà mua thì mình có thể tham khảo cho em cái kích thước nha, để xem là nó có phù hợp với công việc của mình hay là không, thì là các bác chốt gọi cho em là hộp đựng đồ của Camusi. Đó, và bên trong này sẽ là những cái mẫu bình tông các bác. Bình tông thì cái bậc này bên em về nó sẽ có đủ loại từ 1 lít, 1,5 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít luôn. Đấy, tất nhiên thì các bác có thể tham khảo cho em cái mẫu bình này là mẫu bình 1 lít. Nhỏ nhất nó sẽ là cái mẫu bình 1 lít nha các bác nha. Đây, mẫu bình 1 lít này.
mẫu bình 1 lít này, 1 lít rưỡi, 2 lít và 3 lít thì cái hình thức nó sẽ giống nhau, tức là nó chỉ khác nhau về cái độ to, độ bé thôi. Đấy các bác hình dung xem, nó sẽ có một cái, đây một cái bao da này, đây là rất chỉ là đẹp. Với những cái bình tông này thì các bác có thể mua về để mình đựng nước uống này hay là đựng rượu này, làm quà tặng nhá. Các bác hay đi làm công trình, công trường thì các bác có thể sử dụng đựng nước uống đi làm. Đấy, và có một cái bao da này. Đây là cái hàng loại 1, chất liệu nó là inox, nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết từ cái bao da đẹp đi nha các bác. Đấy, với những cái bình nhỏ thì từ 1 lít cho đến 3 lít thì cái hình thức bao da nó sẽ là như này các bác. Hình thức bao da là như này. Đấy, cái mẫu bình đây. Cái bình của nó thì cái lắp của nó sẽ là lắp vòi như này nhá. Đấy, nó có loại bình 1 lít này, 1 lít rưỡi, 2 lít và 3 lít. Đấy, các bác có thể tham khảo, mình cần cái mẫu nào thì các bác báo bên em. Size thì cái mẫu bình 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ hình thức là như này nha các bác. Đấy, 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ là cái bao da như thế này này. Đấy, nó sẽ là cái bao da như này. Có dây xách này, và trong này mỗi một cái túi này nó sẽ có một cái dây đeo để các bác về móc vào hai cái bên sườn này. Đấy, mình sẽ có một cái dây xách đeo vai nữa nhá. Đó, và có một cái ngăn khóa này này. Đây cái ngăn nắp hộp này. Đấy, và bên này ngăn khóa đằng sau. Cái ngăn này các bác sẽ đựng đồ được. Đấy, như bác nào mình hay đựng rượu ấy, bình có thể là sở hữu cái bình tông 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ to. Đấy, thì đây cái mẫu bình 5 lít và 4 lít thì nó sẽ lại khác với cái mẫu bình nhỏ các bác nhá. Đây, như cái mẫu bình 5 lít này giá chỉ có 400.000 thôi. Còn bác nào lấy 4 lít thì giá là 350.000 các bác nhá. Đấy, hôm nay bác nào lấy bình tông em mình ship luôn. Với cái bình 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ là lắp rời như thế này. Lắp rời như thế này. Đó. Đây, cái này thì chất liệu của nó là inox. Đấy, cho nên là rất chi là bền và đẹp. Đây để em sẽ quay sát cho các bác này. Em sẽ quay sát màn hình để cho các bác được xem rõ cái mẫu bình này. Đấy, rất chi là đẹp chắc chắn luôn. Đấy, các bác loại cần mạnh hơn 4 lít thì các bác cứ liên hệ alo điện thoại trực tiếp cho bên em. Là mình lên đơn là gọi cho em là bình tông nha các bác nha. Bình tông đựng rượu hoặc đựng nước nha. Hôm nay áo điều hòa bên em cũng về rất chi là nhiều các bác ạ. Hôm nay sẽ có đủ size nha. Các bác có thể lựa chọn size từ 50kg cho đến 80kg luôn. Đó, và đặc biệt hôm nay này, với những cái sản phẩm này các bác có thể mua nguyên bộ hoặc là mua riêng lẻ ra, mình mua áo riêng này hay là mua bộ điện riêng cũng được nha. Áo sẽ có rất là nhiều màu và cái chất liệu vải rất là đẹp luôn các bác ạ. Áo đẹp hợp thời trang để phục vụ cho các bác nhà mình trong cái mùa hè năm nay. Với những cái màu sắc nó sẽ là màu xanh than này, màu xanh lính này và màu giàn di như thế này các bác ạ. Đấy, nó sẽ có nhiều màu như thế này để cho anh em mình có thể tham khảo nha. Và ngày hôm nay với một bộ áo điều hòa nó sẽ có đầy đủ là bao gồm một áo này, một bộ điện như thế này. Rất là đầy đủ luôn mà chỉ với mức giá có 699.000 thôi. Còn nếu bác nào mình muốn mua áo dời nhá, áo dời thì nó sẽ là 230.000 một áo. Còn với cái bộ điện dời như thế này các bác cũng có thể mua riêng luôn. Bộ điện của bên em thì sẽ có bao gồm hai chiếc quạt không chổi than này, một quả pin dung lượng lớn như thế này và một cái củ sạc như thế này nha. Sạc các bác sẽ xài điện trực tiếp 220V luôn. Áo sẽ có thiết kế là cổ sơ mi như thế này này. Cái gấu áo nó sẽ có bo chun để khi mà các bác mặc vô á, các bác lắp hai cái quạt này vào nhá. Cái phía bên sau áo thì nó sẽ có hai cái ô thoáng như thế này, hai cái ô hở như thế này để các bác lắp hai quạt vào. Sau đó mình đấu pin lại nhá. Bên trong áo nó sẽ có hai cái túi bên trong để cho các bác đựng pin vào, các bác bật lên. Đấy, đây các bác kết nối như thế này này, lắp hai cái dây này vào đây nhá, vào hai quạt này và đấu vào pin như này và mình bật công tắc ở đây. Đấy, tì tay vào đây. Tì tay vào đây khi mà nó xuất hiện đèn lên là quạt đã kêu rồi này các bác này. Đấy, quạt đang thổi gió rồi này. Đấy các bác tùy chỉnh ở đây nhá, tùy chỉnh tốc độ gió này, ở đây nó sẽ có tốc độ gió này. Đấy. Mình có thể là tùy chỉnh như này nhá. Rất chi là mát luôn. Và để mà sở hữu được một bộ áo điều hòa như thế này thì bảo hành các bác sẽ mát hết cả mùa hè năm nay luôn. Đấy các bác có thể mua nguyên bộ hoặc là mua áo dời hoặc là mua bộ điện dời cũng được nha. Cái bộ điện này của bên em nó sẽ là cái bộ điện loại tốt. Đấy, quạt sẽ là quạt không chổi than cho nên là rất chi là tiết kiệm pin. Và thứ hai nữa là pin của nó sẽ là cái dòng pin dung lượng lớn để các bác có thể chạy quạt cả ngày luôn. Đấy, khi mà các bác làm công trình, công trường, làm những cái nơi lắng nóng ấy thì mình có thể sở hữu những cái bộ áo điều hòa như thế này. Đấy, lắp quạt vào cứ thế là nó thổi mát cả ngày luôn các bác nha. Đấy, mặc vô. Đấy, và rất chi là tiện lợi, hôm nay nó sẽ có đủ nhiều màu sắc để cho các bác tham khảo nha. Các bác cần mua như thế nào thì các bác hãy cứ liên hệ trực tiếp bên em thì là bên em sẽ lên đơn và gửi hàng toàn quốc cho các bác. Một cái điều đặc biệt là các bác đặt hàng bên trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản gì hết nha. Cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng nên là các bác cứ yên tâm. Và em sẽ lên tiếp cho các bác này, ở đây sẽ là những cái kích gạch nhá. Kích gạch hay là nhiều bác còn gọi là con đội gạch này, giá cho em là 45.000. Hôm nay bác nào lấy 10 cái thì em sẽ miễn ship nha. Các bác lên đơn cho em là con kích gạch này. Ở bên này thì sẽ là những cái mỏ hàn điện tử nhá, mỏ hàn xanh như thế này. Đây. Cái mỏ hàn này các bác sử dụng để hàn chì, hàn thiếc này. Công suất sẽ là 60W, xài điện trực tiếp 220V.
với mức giá 150.000. Hôm nay chỉ với mức giá 150.000 và các bác sẽ được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Hôm nay một cái mỏ hàn xanh như thế này này, các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này luôn. Cái mỏ hàn này các bác mua về để hàn chì hàn thiếc nha. Đấy, chì hàn với nhựa thông là chưa có đi theo. Nếu mà các bác chưa có chì hàn với nhựa thông thì mình có thể tham khảo để mình mua thêm chì hàn với nhựa thông về là mình xài. Giá chỉ có 150.000 thôi, miễn phí ship luôn. Em bao giá toàn thị trường cho các bác này. Tiếp theo sẽ là những cái con lấy dấu nha. Những cái con lấy dấu này thì nó rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Các bác sẽ lấy dấu được ở nhiều chất liệu khác nhau nha. Giá chỉ có 50.000 thôi. Các bác lên đơn cho em là con lấy dấu này, giá 50k này. Bên này sẽ là cái bơm dậm chân 2 bít tông. Đấy, bơm dậm chân 2 bít tông này rất là xịn sò luôn. Cái bơm dậm chân 2 bít tông này thì nó sẽ có mức giá là 199.000 nha. 199.000. Các bác vừa có thể bơm xe máy, xe đạp, thậm chí là bơm được cả ô tô luôn. Giá 199k. Các bác lên đơn gọi cho em là bơm dậm chân 2 bít tông nha. Giá 199k này. Ở bên này thì em sẽ giới thiệu các bác này những cái con máy khoan pin của T-Box hàng chính hãng luôn. Đây, cái bộ này là khoan pin T-Box 13 ly nhá. Các bác gọi cho em là khoan pin T-Box 13 ly loại màu xanh nha. Giá chỉ có 1.280.000. Cái này là đang hết pin này. Đây để em xem cái nào là có pin, em thử cho các bác coi. Cái con này thì nó xài rất chi là mạnh luôn. Hàng chính hãng của T-Box lên là các bác cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Giá là 1.280.000 nha. Các bác lên đơn cho em là khoan pin 13 ly của T-Box loại màu xanh nha. Giá 1.280.000. Bộ vít thẳng của Detong này. Cái bộ vít thẳng của Detong thì nó sẽ đầy đủ phụ kiện như này nha. Giá 550.000 nha. Các bác xài bằng pin nha. Đấy, nó có theo phụ kiện như thế này này. Lên đơn cho em là bộ vít thẳng của Detong, giá 550.000. Máy mài pin của T-Box nha. Máy mài pin của T-Box thì một bộ sản phẩm này thì các bác sẽ có nguyên hộp nhá. Có một thân máy, có hai pin đi kèm. Một pin 10 cell, một pin 15 cell đi kèm cho các bác. Giá 1.350.000 sẽ được miễn phí ship nha. Đây sẽ là máy mài một tấc sử dụng công tắc bóp, điều chỉnh được 3 cấp độ nhanh chậm luôn. Máy sẽ là máy không chổi than, giá 1.350.000 giúp em này. Ở bên này thì em sẽ lên những cái cưa gỗ 185 của Detong hàng chính hãng luôn này. Giá cho em là 880.000. 880.000 thôi, với mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn. Nào, bác nào mình cần những cái con máy khoan bê tông pin nhá. Với cái mã này, cái này đang hết pin rồi. Cái này gọi cho em là bê tông pin loại màu xanh nhá. Nếu hôm nay bác nào mua những cái thân máy dạng như này thì nó là 730, còn nguyên bộ thì sẽ là 1.600.000. Và khi các bác mua nguyên bộ nó sẽ theo hai quả pin châu 10 cell luôn. Thiết kế hàng chưa đi thông dụng. Máy sẽ là máy 3 chức năng, máy đầu gài, đầu mũi khoan 2-26. Đấy, máy không chổi than các bác ạ. Đấy, các bác nào mình cần những cái thân máy mài pin thì tham khảo cho em này. Ở đây sẽ là thân máy mài pin màu vàng này, thân máy mài pin màu xanh này. Hôm nay sẽ có hai màu như thế này để các bác tham khảo nhé. Tất cả nó sẽ đều giống nhau, nó chỉ khác màu thôi, cho nên là các bác chọn màu nào cũng được. Thân máy mài pin hôm nay sẽ có mức giá là 399.000. Sẽ được hỗ trợ miễn phí ship luôn và nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Cái thân máy này thì nó sẽ điều chỉnh được 3 cấp độ nhanh chậm này, hàng công tắc bóp. Đấy, hôm nay em sẽ tặng kèm các bác thêm phụ kiện tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi nhé. Các bác lên đơn cho em là thân máy mài pin giá 399k và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc luôn. Qua đây cái phía bên này em sẽ lên cho các bác là hai cái mẫu thân quạt. Hôm nay thì các bác tham khảo treo này, sẽ có hai mẫu để cho các bác lựa chọn nhá. Đầu tiên các bác lấy cho em cái thân quạt màu đen như thế này. Đây, cái thân quạt màu đen như thế này này. Rất là tiện lợi luôn. Đây là cái quạt 8 inch nha các bác. Cái thân quạt màu đen có giá là 230.000. Em đang lắp vào cái quả pin 10 cell của Hukan đây. Các bác bật công tắc lên. Rất chi là mát luôn. Với cái mùa hè nắng nóng oi bức như thế này mà lại còn bị cắt điện luân phiên nữa, thì các bác có thể nhanh tay mình sở hữu những cái thân quạt xài pin cực kỳ là tiện lợi luôn. Hôm nay với cái thân quạt màu đen này này, em thanh lý các bác giá chỉ có 230.000 thôi. Rất là đẹp và chắc chắn nhá. Thiết kế hàng chân pin phổ thông. Về các bác cứ lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông là mình xài. Nếu bác nào mình chưa có pin mình mua thêm pin nha. Hôm nay pin em về cũng rất là nhiều. Những cái quả pin của Hukan chính hãng ấy, pin 10 cell giá sẽ là 350.000. Còn pin 15 cell thì sẽ là 500.000 một quả nha. Đây, những cái quả pin 15 cell đây này các bác. Em đang lắp cái quả pin 15 cell này vào cái đèn màu đen này nhá. Cái thân đèn màu đen này thì nó sẽ có 16 bóng led. Đây các bác lắp pin như này, các bác bật đây là mình xài này. Sáng cực kỳ luôn. Giá 150.000 nha.
150.000 cái thân đèn màu đen, sẽ thiết kế sử dụng 16 cái bóng led siêu sáng. Và bên em sẽ gửi các bác đầy đủ phân khúc nha. Bác nào mình có pin sẵn rồi thì mình chỉ cần mua thân đèn, thân quạt về mình xài. Các bác mà chưa có pin thì mình có thể mua thêm pin nha. Mua thêm pin và mua thêm sạc nữa là về mình sẽ đủ bộ mình xài luôn. Cao cấp hơn thì các bác lấy cái thân quạt màu xanh như thế này. Đây cái thân quạt màu xanh này. Cái thân quạt màu xanh này thì nó sẽ lắp pin ở phía đằng sau như này nha. Em đang lắp vào quả pin 10 xe đây, bật công tắc này lên này. Đấy, công tắc này bật lên thì là quạt nó sẽ hoạt động này. Đấy. Cái quạt màu xanh này nó sẽ có một cái chân sắt như thế này này, rất là chắc chắn luôn, dày dặn đẹp cực kỳ luôn. Hôm nay bác nào chốt thân quạt màu xanh thì giá sẽ là 670.000 nha. Đấy, cái thân quạt này thì cái đường kính của nó sẽ là 27cm nha. Đường kính cái lồng quạt này sẽ là 27cm. Đấy, còn đường kính mà đo từ cái chân bên này sang bên này thì sẽ là 32cm nha. Quạt rất chi là mát, cực kỳ là tiện lợi luôn. Với cái quạt màu xanh này này, các bác có thể dùng pin hoặc là mình dùng điện trực tiếp 220V được luôn. Giá chỉ có 670.000. Nhưng mà đặc biệt thân quạt màu xanh các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái sạc adapter. Để lay mai về các bác mà không dùng pin thì mình có thể là dùng điện trực tiếp vẫn được nha. Đấy, riêng cái quạt màu xanh này thì cực kỳ là tiện lợi luôn. Các bác dùng bằng pin, dùng bằng điện đều ok hết luôn. Nào bên này em sẽ lên tiếp cho các bác là một bộ máy khoan pin của Hukan. Hàng chính hãng, logo dập lỗ như thế này này. Đấy, đây là cái mã Hukan F88 nhá. Có 3 chức năng này, điều chỉnh được 20 cấp trượt. Đầu Autolock 13 ly có khóa trục luôn, và con này điều chỉnh được 20 cấp trượt như này này. Thân máy giá là 700, còn nguyên bộ sẽ là 1.450.000. Các bác lên đơn cho em là Hukan F88. Đấy, còn bác nào mình có nhu cầu mua những cái con máy bu lông giá rẻ thì các bác lấy cái mã này này. Đây, bu lông pin của Hitachi nhá, đa năng cực kỳ luôn. Cái đầu bu lông 1/2 đầu rỗng có lỗ lục giác ở giữa như này. Con này nó thiết kế hà chân bi thông dụng. Nếu bác nào mình mua thân máy giá là 300.000, còn mua nguyên bộ thì sẽ là 600.000. Đó, hôm nay giá rất chi là hời các bác ạ. Đấy, với những cái con máy bu lông Hitachi thì nó sẽ có một cái độ lành tính rất là cao. Các bác sử dụng nó ít trục trặc và cực kỳ là bền luôn. Các bác có thể mua thân máy hoặc mua cả bộ nhá. Đấy, cái con này màu xám, còn các bác mà yêu thích màu xanh ấy thì mình có thể lấy những cái mã như thế này. Đây này, cái mã này là bu lông của Mazda, cái này nó tương ứng với con Makita ấy. Các bác gọi cho em là bu lông màu xanh của Mazda nha. Các bác mà muốn lấy Makita thì bảo em, nó vẫn giống nhau, nó chỉ khắc tên thôi. Con này nó sẽ điều chỉnh được 3 cấp độ đây này. Đấy. Đầu bu lông 1/2 đầu rộng như này, đa năng lắm. Máy không chổi than và hàng chân bi thông dụng. Một bộ sản phẩm này nó sẽ có mức giá 799.000, em sale giá sập sàn các bác luôn. Một bộ nó sẽ theo hai pin châu 10 sale nha, hai pin 10 sale và một sạc đi kèm. Các bác chốt gọi cho em là bu lông màu xanh của Mazda nhá, giá 789k và em sẽ miễn phí ship hoàn toàn cho các bác luôn. Các bác nào mà mình có nhu cầu mua những cái thân máy khoan ngon bổ rẻ đây này, các bác lấy cái thân Hukan 522 này nhá. Thân khoan Hukan 522 sẽ là một con máy 3 chức năng này. Cái này đầu kim loại 13 ly nha, sử dụng motor chổi than 775 cực mạnh luôn, hàng chân bi thông dụng. Giá cho em là 440.000 một thân máy nha. Thân máy là chưa kèm theo pin. Đấy, bác nào mình có pin rồi thì mình chỉ cần mua thân máy thôi về mình xài. Nếu các bác chưa có pin thì mình có thể tham khảo để mình mua thêm pin nha. Mua pin 10 xe hoặc 15 xe là mình xài được nha. Bạt vệ sinh máy lạnh đây là 150.000 một cái này. 150.000 một cái bạt vệ sinh máy lạnh như thế này cho em. Đấy, cái bạt này nó sẽ có miệng chun là 1m8, đuôi dài 2m rưỡi này. Phù hợp với tất cả các loại điều hòa máy lạnh từ 9.000 cho đến 48.000 nha. Nào, bên này sẽ là một con máy khoan 13 ly màu xanh. Lên đơn gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda. Bác nào mua thân máy giá là 520, còn nguyên bộ sẽ là 850. Cái này nó thiết kế hàng chân bi thông dụng, máy 3 chức năng và sử dụng motor từ không chổi than luôn. Máy đa di năng để các bác có thể xài bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều ok luôn nha. Bên này sẽ là những cái mỏ hàn xung nha các bác ơi. Mỏ hàn xung các bác gọi cho em là mỏ đỏ nha. Những cái mỏ hàn này các bác mua về để hàn chì, hàn thiếc này. Mỏ hàn cơ, công suất là 100W, dài điện trực tiếp 220V, mỏ đồng nha. Giá 170.000 và em sẽ hỗ trợ miễn phí ship về tận cửa nhà cho các bác luôn này. Lõi lọc nước đa năng thì em sẽ gửi tới các bác bộ 3 quả hoặc 4 quả nhá. Bên này sẽ là bộ 3 quả này. Đây, 1, 2, 3, giá 100.000 em bao ship này. Quả số 4 là quả màu xanh này là 200.000 nha. Bác là đi bộ 4 quả như này sẽ là 280. Đấy, đây là bộ 1, 2, 3 của Aqua đây. Giá là 150 này. Aqua các bác đi bộ 4 quả sẽ là 330 nha. Các bác có thể mua bộ 3 quả hoặc 4 quả nha. Mua như thế nào thì các bác hãy cứ liên hệ
trực tiếp để bên em sẽ lên đơn cho các bác này. Ở bên này sẽ là những cái ổ cắm đúc này, ổ 3 lỗ cắm này 45.000 này, ổ 5 lỗ cắm này 45.000 này, phích cắm đúc này 25.000 này. Đấy, đây là hàng cao su đúc nha, hàng chống va đập, hàng chịu tải cao, đảm bảo lấy búa đập không vỡ nha. Thước rút tự hãm 7,5m này em mở cho các bác coi. Thước này có giá 50.000 nha, 50.000 một cái thước rút tự hãm như thế này. Đấy, 50k giúp em này. Đấy, pin của Hukan cái đợt này em về rất là nhiều các bác ạ. Các bác chốt những cái quả pin của Hukan thì mình chốt pin 10 cell, 15 cell nha. Đấy, pin của Hukan cái đợt này nó là cái pin dòng xả cao và có đèn báo pin luôn. Đấy, bác nào lấy pin 10 cell là 350, 15 cell là 500.000 một quả này. Đấy, pin dòng xả cao, pin dung lượng lớn để phục vụ cho các bác có thể dùng cho máy mài được luôn. Ở bên này thì em sẽ lên cho các bác là những cái lưỡi cắt sắt của HD nhá. Lưỡi phi 100 này. Đây, những cái lưỡi cắt sắt như thế này này. Bình thường ngoài thị trường các bác mua giá 10.000 một viên, hôm nay em bán tặng các bác luôn nguyên một hộp như thế này, có 100 viên nha. Giá chỉ có 250.000 thôi. Lên đơn cho em là 100 viên đá cắt sắt HD, giá 250.000. Ở bên này sẽ là cái bộ khẩu bu lông 1/2 rất là xịn sò luôn. Cái bộ này gọi cho em là bộ khẩu xanh 32 chi tiết nha. Nó sẽ có từ khẩu 8 đến khẩu 32, có những cái lối dài và tròng mở tay như thế này. Giá 550.000 một bộ giúp em này. Bác nào muốn mua những cái quả pin mà vừa tiền và chất lượng này, các bác lấy pin 10 cell của Mazda như thế này này. Đây, pin 10 cell của Mazda cho pin phổ thông, giá cũng chỉ có 199.000 thôi. Máy rửa xe của Hukan, điều chỉnh được áp lực luôn, công suất 3.000W luôn nha, đầy đủ phụ kiện, giá chỉ có 1.850.000 thôi. Ngày hôm nay em giới thiệu và chi tiết tới các bác nhà mình khá là nhiều các mã sản phẩm hay. Trong kho nó còn rất là nhiều, nhưng trong một đoạn video ngắn thì em không thể chi tiết hết được. Bây giờ em sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại các bác vào những cái video sau. Hứa hẹn sẽ có nhiều các mã sản phẩm hay hơn nữa nha. Các bác hãy nhanh tay mình bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video clip tiếp theo. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.